Ngày 14 tháng 7, có mặt tại xóm Bận Dọi, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, nơi tổ chức tang lễ cho hai mẹ con chị Nông Thị Hát, 33 tuổi, và con trai Bùi Đức Tê, 4 tuổi, nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách xảy ra vào dạng sáng ngày 13 tháng 7 tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Tại đây, không khí tang thương bao trùm cả xóm làng, quan tài của hai mẹ con được đặt giữa ngôi nhà vừa xây xong. Anh Bùi Văn Quảng là chồng và bố của nạn nhân, cố kìm nước mắt, không nói nên lời khi nhắc đến vợ con. Anh Bùi Văn Kiểm là anh họ chồng của nạn nhân cho biết, hôm 13 tháng 7 nhà ngoại có việc nên hai mẹ con bắt xe khách về huyện Bắc Mê Hà Giang, tính rằng là vừa về công việc và cùng thăm gia đình bên ngoại. Kể về hoàn cảnh gia đình người em họ, anh Kiểm cho biết hai vợ chồng đều là lao động tự do nên không có thu nhập ổn định. Đầu năm 2024, tiền dành dụm đủ xây được một ngôi nhà che nắng che mưa nhưng chưa có tiền để sơn. Anh Kiểm đau đớn nói, vợ chồng em tôi mới có với nhau một đứa con, vậy mà nay cháu cũng đã mất cùng với mẹ, nhà mới cũng chưa ở được bao lâu, nghĩ đến thôi là đã thấy đau quặn lòng. Ông Bùi Văn Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc cho biết, sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và động viên gia đình. Ông Thìn nói, đây là mất mát quá lớn, trong thời gian tới, địa phương sẽ có những chính sách phù hợp giúp gia đình vượt qua khó khăn. Trước đó vào sáng ngày 14 tháng 7, ông Trần Mạnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê cho biết hiện đã công bố dừng tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở. Tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy. Tổng số người tử vong trong vụ việc là 11 người, 4 người bị thương, 9 người an toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang triển khai khắc phục thiên tai, xử lý điểm sạt lở để thông đường. Như đã đưa tin, quá trình di chuyển trên tỉnh Lộ 34, đoạn qua xã Yên Định, Bắc Mê, xe khách 16 chỗ, mang biển kiểm sát 29E-02489, chạy tuyến Hà Giang Cao Bằng, bị đất đá vùi lấp. Thời điểm trên, một xe 7 chỗ cùng nhiều người điều khiển xe máy đến hỗ trợ thì tiếp tục xảy ra sạt lở, đất đá vùi lấp khiến nhiều người bị thương vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vừa ký ban hành công văn hỏa tốc gửi các sở ban ngành đoàn thể địa phương về tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất đá và chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở theo công điện số 67 CDTTG vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 67 CTTTG cũng như các công điện và văn bản chỉ đạo khác của Trung ương và của tỉnh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc phục tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong thời gian qua tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại khu vực km 10 950 tuyến quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn tà mò xã yên định huyện bắc mê tỉnh hà giang đồng thời chủ động có trách nhiệm triển khai công tác ứng phó mưa lũ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới trên địa bàn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các thành viên Ban chỉ huy, Ủy ban Nhân dân Bắc Mê và các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin tình hình, kết quả, khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất đá. Tiếp tục khắc phục nhanh nhất hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, xác định các trường hợp còn mất tích nếu có để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, tổ chức ứng cứu người bị thương xác định danh tính người bị nạn, phối hợp với các địa phương, lo hậu sự theo quy định, thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người bị nạn. Tiến hành kiểm tra đánh giá xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, thông tin cảnh báo nguy hiểm kịp thời, tránh xảy ra sự cố sạt lở tương tự, đặc biệt là các vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông. Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang chỉ đạo các lực lượng công an tại huyện, xã và các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, khẩn trương tập trung, triển khai công tác tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ xác định danh tính các nạn nhân và khắc phục hậu quả sự cố sạt lở theo chức năng quản lý nhà nước được giao. Giám đốc thủ trưởng các sở ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, công thương, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh chủ động chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn cho lực lượng và công trình thuộc trách nhiệm quản lý và theo chức năng quản lý nhà nước được giao. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn, phối hợp hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ sạt lở theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở chủ động kiểm tra kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở để sơ tán di rời và có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cũng phân công các lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra phối hợp với địa phương, chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các ngành các địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo nhiệm vụ được giao. Kịp thời tham mưu báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nếu vượt thẩm quyền. Trưa ngày 14 tháng 7, ông Trần Mạnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mây, tỉnh Hà Giang cho biết, một hành khách trên xe 16 chỗ may mắn thoát chết khi xuống xe giữa đường cách điểm sạt lở 5 km. Được biết, nữ hành khách trên đã xin tài xế cho xuống xe tại khu vực thuộc địa phận thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang thông tin thêm về vụ việc, Thượng tá Hoàng Anh Đức, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang cho biết, người phụ nữ trên xe 16 chỗ mất liên lạc không qua đã xuống xe giữa đường. Thượng tá Hoàng Anh Đức cho biết, cơ quan chức năng đã kết nối trực tiếp được với người phụ nữ và sáng nay cũng mời người này tới làm việc. Người này nói là lên xe tại bến xe khách thành phố Hà Giang, nhưng sau đó thay đổi lộ trình nên xin xuống không đi tiếp, cũng không tới vị trí sạt lở. Sau khi xác định là không còn nạn nhân nào mất tích, chính quyền công bố dừng công tác tìm kiếm, tập trung dọn dẹp bùn đất, giải phóng hiện trường. Sáng ngày 14 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đi kiểm tra trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 34. Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên các lực lượng các ngành chức năng và huyện Bắc Mê tiếp tục huy động nhân lực, máy móc san gạt đẩy nhanh quá trình giải tỏa khối lượng đất đá sạt lở ra khỏi mặt đường. Đến 12 giờ 30 phút, đoạn đường đã được thông tuyến. Do những ngày tới thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị các ngành địa phương nâng cao cảnh giác, thường xuyên ứng trực theo dõi thời tiết khí hậu, có cảnh báo tại các nơi có nguy cơ sạt lở, tổ chức huy động lực lượng sẵn sàng ứng phó kịp thời. Chiều tối ngày 13 tháng 7, sau một ngày tìm kiếm vất vả tại hiện trường, vụ sạt lở đất đá vùi lấp xe khách khiến 12 người chết, 4 người bị thương xảy ra tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Các đơn vị tham gia cứu hộ gồm bộ đội, công an, dân quân, tự vệ và cả người dân đã rời khỏi khu vực hiện trường để đến vị trí an toàn. Tuyến đường quốc lộ 34 đoạn km 10 950 được lực lượng chức năng lập chốt hai đầu, căng dây an toàn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại. Tại các điểm lập chốt, các lực lượng tham gia tìm kiếm nghỉ tại chỗ, được người dân và lực lượng hậu cần tiếp tế đồ ăn nước uống vừa lau mồ hôi ướt sũng khắp người, gương mặt vẫn thất thần nhìn về phía hiện trường vụ sạt lở. thượng tá phan minh học phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà giang cho biết địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách trụ sở cơ quan khoảng 15 km lúc 4 giờ 15 phút ngày 13 tháng 7 đơn vị nhận được thông báo về vụ sạt lở tại huyện bắc mê sau 10 phút xe chỉ huy và xe chở 29 sĩ lên đường chỉ mất khoảng 10 phút lưu lượng tới hiện trường. Thượng tá Hóc nói, lúc đầu chúng tôi nghĩ là xe bị lăn xuống vực, anh em chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ trên xe như là dây, máy cắt, các loại kẹp kìm vân vân, nhưng khi đến nơi thì hiện trường lại khác. Tại hiện trường, đập vào mắt lực lượng cứu hộ là đống đất đá đồ sộ, lên đến hàng trăm hàng ngàn mét khối, nằm dọc dài đến cả trăm mét, chia cắt cô lộ ba tư thượng tá phan minh học tâm sự khi nhìn thấy hiện trường thì cả đội rất lo lắng chỉ mong là có người còn sống anh em đều suy nghĩ còn thở được là còn hy vọng ngay sau đó, đơn vị phân công lực lượng và báo cáo tình hình vụ việc lên cấp trên để điều động tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Khi phát hiện thấy có tay chân thò ra từ đống đất đá sạt lở, cách vị trí xe 16 chỗ khoảng 10 mét, lúc này mọi người bắt đầu lao đến, dùng cuốc sẻng, chia làm các nhóm, mỗi người 4 người ra đào bới. Ở vị trí này, đơn vị phát hiện người đàn ông bị đất vùi nửa chân, thân người thì nằm chết bên bờ vực. Sau đó là hai nam thanh niên nằm chồng lên nhau, người bên trên bị tảng đá lớn đè lên, đã tử vong. Người bên dưới là vừa mê xính, vẫn còn dấu hiệu sự sống. Sau khoảng 10 phút, nam thanh niên này được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu. Cứu được nạn nhân còn sống, cảnh sát càng vững tin, càng cố gắng đào bới nhanh hơn, tìm kiếm những nạn nhân khác. Thượng tá học kể lại, xác định được vị trí của các nạn nhân bị vùi lấp rất khó khăn vì họ nằm giải rác, thậm chí chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ tìm vị trí nạn nhân bị mắc kẹt. Suốt một ngày tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 11 thi thể nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường. Bốn người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Theo thượng tá học, khi anh đến hiện trường, những người còn sống kể lại, trên ô tô Innova có 7 người đi ăn cưới về đến xã Yên Định, thấy xe khách gặp nạn, bốn người trên ô tô này xuống ứng cứu cũng bị đất đá vùi lấp. Anh học nói vụ sạt lở này thương tâm quá, rời hiện trường tôi vẫn ám ảnh bởi những nạn nhân không may tử nạn ở nơi này. Trong số các nạn nhân có em bé còn quá nhỏ. Đến 18 giờ 30 phút, theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các lực lượng cứu hộ cứu nạn tạm thời dừng tìm kiếm do trời tối, mưa, rất dễ sạt lở, không đảm bảo an toàn. Dự kiến sáng ngày 14 tháng 7, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở.